Ngày 20 tháng 1, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng liên quan, tiếp tục tìm kiếm trong khu vực phát hiện gần 300 kg nghi ma túy dạt vào bờ biển xã Bình Hải, huyện Bình Sơn. Theo ghi nhận của phóng viên báo Người Lao động, trong nhiều ngày qua, tổ công tác của Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi phối hợp cùng nhiều đơn vị liên quan đã liên tục tuần tra tìm kiếm ở khu vực gành nước Nhĩ thuộc thôn Phước Thiện, xã Bình Hải, nơi phát hiện các gói bột màu trắng nghi là ma túy. Tổ công tác đã đưa 5 chú chó nghiệp vụ đi sâu vào các lùm cây, trèo lên đồi cao, ra khu vực hốc núi gần bờ biển để tìm kiếm. Kết quả, tổ công tác đã phát hiện thêm nhiều gói nghi ma túy, nâng tổng số lên 292 gói với trọng lượng gần 300 kg. Song song với việc tìm kiếm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi còn phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền vận động người dân nếu phát hiện vật thể lạ nghi là ma túy cần kịp thời báo cáo hoặc giao nộp cho đồn biên phòng Bình Hải để xử lý. Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đang điều tra làm rõ nguồn gốc xuất xứ các gói bột màu trắng nghi là ma túy được phát hiện tại bờ biển xã Bình Hải thời gian qua và đang chờ kết quả giám định từ cơ quan chuyên môn. Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sau khi có kết quả giám định, nếu xác định các gói trên là ma túy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiến hành khởi tố vụ án, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra, xử lý. Trước đó, như báo Người Lao động thông tin, ngày 4 tháng 1, người dân thôn Phước Thiện phát hiện một túi bạc chứa 3 gói màu trắng bọc trong bao ni lông. Khi kiểm tra và giám định, cơ quan chức năng xác định đây là chất ma túy loại cocaine với tổng khối lượng 2,94 kg. Tiếp đó, khoảng 17 giờ ngày 14 tháng 1, thông qua tin báo của người dân, đồn biên phòng Bình Hải tiếp tục phát hiện 288 gói màu đen, bên trong chứa bột màu trắng, tương tự 3 gói phát hiện trước đó. Theo một cán bộ điều tra biên phòng, nếu kết quả giám định 292 gói bột màu trắng đều là cocaine, thì đây là số lượng cocaine lớn nhất được phát hiện từ trước tới nay ở Quảng Ngãi. Giá trị lô cocaine này trên thị trường ma túy lên đến hơn 1.000 tỷ đồng.